Hello, xin chào tất cả các khách quý đã đến với video tiếp theo của Lo DBS ạ. Thì thật là may mắn, rất là vui khi chúng ta được gặp nhau, lại gặp nhau ở đây. Lo DBS xin chúc tất cả anh chị đang xem video một buổi tối vui vẻ, an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khách quý thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ Lo DBS. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bóc zin em Lo có mã là K29. Đây, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng nhan sắc của nó ha, nhan sắc ngoại hình. Từ xa Lo khá là đẹp nha, ấn tượng là ở hai hàng nút đây, đèn nó cảm biến theo nhạc nha. Đây, anh chị nhìn một cái bên đây, nó bình thường nó sẽ chớp đèn chậm, bên đây có nhạc dần sẽ khác nha, nhạc càng to nó càng sáng. Bên đây nó có một cái cụm đèn led nè, khá là đẹp. Đây, và sau đây sẽ đi sơ lược đến chiếc Lo ha. Kích thước của Lo chiều cao là khoảng 52, nhà sản xuất nó không công bố đâu nha, em mới đo nó khoảng 52 ha anh chị, chiều cao. Đây. Chiều cao 52. Chiều ngang khoảng 35. Là 3 tấc rưỡi ha. Chiều sâu khoảng 2 mấy á, em chưa đo, quên mất. Đây chiều sâu của Lo ha. Lo này mình khá là nhỏ gọn. Tầm 5,5-6kg ha anh chị, cỡ đó. Đây đây, mình được tặng kèm hai mic khá là sang trọng luôn. Lo này cũng khá là hay ha anh chị, ở tầm giá rẻ là khá là hay. Hai mic, một cục sạc, một cái remote, đây là phụ kiện của nó. Anh chị đang nghe nhạc từ một chiếc USB ha. Bass nó tầm 2 bass ha anh chị. Đây, chị đang nghe nhạc từ chiếc USB với mức âm lượng đang khoảng 5% thôi ha. Tại vì sẽ tăng dần âm lượng lên vừa phải ha. Tại bây giờ cũng là tối rồi, khoảng hơn 9 giờ tối, nên em xin phép để chế độ vừa phải là 5% ha, để không ảnh hưởng đến hàng sớm, không ảnh hưởng đến anh hàng sớm và chị hàng sớm đang ấy ha. Đây, sơ lược chúng ta, đây có chỉnh số ha, mấy cái phím bảng điều khiển bằng số từ 0 đến 9 khá là sang trọng. Đây nó EQ có cái mới ha anh chị. EQ có nghĩa là nó sẽ tương đương với equalizer, là có anh chị hiểu nôm na như thế này, nó sẽ là điều chỉnh tần số của nhạc. Đây bây giờ em sẽ chỉnh cho anh chị nghe. Với điều kiện chị cắm USB hoặc là thẻ nhớ giống như em ở đây. Mod là chuyển đổi giữa các chế độ. Em xin phép rút chiếc USB ở đây ha, để nói cho nó dễ. Đây là số điện thoại bên em ha, 0915486462. Thêm một số nữa 0962809867, đều có Zalo, Facebook hết ha anh chị, hai số luôn. Dạ. Đây là nút qua bài. Qua bài đây ha anh chị, qua bài. Đây tạm ngưng. Đây cũng qua bài luôn. Qua bài đây, tạm ngưng, lùi bài chỗ này ha, lùi bài. Anh chị thấy rõ không ạ? Qua bài, tạm ngưng, lùi bài. Ok. Dạ đây là von của mic nè, von mic em đang để mức 50 ha. Tiếng vang, đây là tiếng vang, echo hay gọi là tiếng vang, em để khoảng 40 đi ha. Đây có bảng điều khiển khá là sang chảnh ha anh chị.
Đây là khe cắm USB, thẻ nhớ. AUX là chế độ, là cái chỗ này mà để mình kết nối với laptop, iPad, MacBook, điện thoại, TV, vân vân. Đây có chỗ để mình cắm cái mic, đây mic 2 ha anh chị. Thì đây có nghĩa là cái mic mà nhỏ nhỏ hồi xưa mà mình kiểu mình hát, mình cắm trực tiếp vô điện thoại mình hát á. Đây còn cái chỗ này cắm mic lớn 6 ly 3 ha. Mình có thể cắm nhạc cụ chỗ này luôn. Anh chị nào đam mê nhạc cụ, chơi đàn nữa đó, đánh đàn mình có thể cắm vô đây cũng được. Khá là dễ sử dụng. Đây là công tắc nguồn, on off. Đây, on off. Đây là chỗ cắm sạc DC 9V 1A. Đây là nút bass. Đây là volume. Dạ. Đèn nhấp nháy khá là sang chảnh ha. Bây giờ em xin phép cắm lại một chiếc USB. Bây giờ chúng ta sẽ đến với test chế độ Bluetooth karaoke trên điện thoại ha. Đây là công tắc nguồn của nó. Mình bật lên. Em quên giới thiệu là cái này nó có hai công tắc nữa anh chị. Đây là phía sau của cái loa nè. Mình có thêm một cái công tắc của cái đèn led phía trên đầu này ha. Buổi tối mình bật lên rất là sáng, mình đỡ sợ ma hơn ha. Nó vui, nó khá là đẹp ha anh chị. Cái này nó rọi. Anh chị tắt nó hết đèn, nó rọi lên trần nhà rồi. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đây. Rất là sáng ha. Đây. Thì chúng ta sẽ bật luôn, bật cái loa lên. Bluetooth, bấm một cái đây. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc smartphone hoặc là iPad, cái gì cũng được ha anh chị. Đây, bật lên. Chúng ta dò sẽ ra tên thiết bị. Đây. Đó là K29 ha anh chị. Đây, K29 anh chị thấy rõ không ạ? Cái điện thoại quay nó nóng nên nó không cho bật đèn LED nữa, anh chị thông cảm, thấy rõ không ạ? Rồi, nó vô nó sẽ nghe tiếng giống vậy ha anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem hết video đến đây. Rồi, anh chị nào có thắc mắc thì vui lòng liên hệ hotline 0915486462 0962809867. Hai số đó đều có là Zalo, Facebook và số đều là số điện thoại Zalo, Facebook và kênh YouTube luôn ạ. Anh chị nào mình muốn xem nhiều loa hơn, vui lòng lên Google, YouTube search tìm kiếm với cú pháp loa DBS, sẽ thấy hàng trăm mẫu loa đang